Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hallelujah của truyền thông Chúa Cứu Thế. Hôm nay trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta cùng nhau gặp gỡ cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh dòng Chúa Cứu Thế và lắng nghe ngài chia sẻ về chủ đề bạn trẻ và Chúa Thánh Thần. Con xin kính chào cha và rất vui mừng gặp lại cha trong chương trình Hallelujah. Chào bạn Tiến, chào tất cả các bạn và tất cả anh chị em. Thưa cha, hôm nay chúng con muốn được nghe cha chia sẻ về Chúa Thánh Thần. Con thấy có rất nhiều biểu tượng được dùng để nói về Chúa Thánh Thần, ví dụ như là chim bồ câu, hơi thở, bàn tay, ngón tay, nước, dầu, gió, ánh sáng, đám mây và vân vân. Tại sao phức tạp vậy thưa cha? Thưa bạn và thưa tất cả các bạn và anh chị em, đúng là chúng ta đọc trong Kinh Thánh, chúng ta thấy Chúa Thánh Thần được diễn tả qua rất là nhiều hình ảnh, nhiều biểu tượng. Đúng như bạn nói, bạn đã đọc rất là kỹ đó. Đó là hình ảnh của hơi thở, gió, khí, lửa, mây, ánh sáng, ngón tay, chim bồ câu. Thì tất cả những cái hình ảnh và biểu tượng đó đều diễn tả hoạt động của Thiên Chúa và sự sống của Thiên Chúa. Nếu mà bạn đọc Kinh Thánh thì các bạn sẽ thấy rất là rõ, đó là trong Kinh Thánh Thiên Chúa luôn luôn hoạt động qua lời của Ngài và bởi quyền năng, sự sống, tình yêu là Thánh Thần. Cho nên ví dụ như bạn đọc cái sách Sáng Thế, Thiên Chúa phán hãy có ánh sáng, lập tức có ánh sáng. Nhưng mà cũng trang đầu của sách Sáng Thế đó cho chúng ta thấy rằng khi mà Thiên Chúa phán như thầy như vậy thì hơi thở của Thiên Chúa, sự sống của Thiên Chúa bao trùm cái thế giới này. Cho nên Chúa Thánh Thần mình gọi là Thánh Thần, nhưng mà trong cái chữ đơn giản nhất đó là hơi thở của Thiên Chúa. Và hơi thở của Thiên Chúa đó cũng có thể thấy đó là hơi thở và sự sống của chính Thiên Chúa, sự sống của cả cái vũ trụ càn khôn này. Nếu chúng ta đọc Kinh Thánh thì các bạn sẽ thấy có những cái đoạn, ví dụ như là Chúa lấy bụi đất và nắng ra con người và thổi sinh khí vào, hơi thở của Thiên Chúa, ân huệ của Thánh Thần, và nhờ đó con người có sự sống. Hoặc là Chúa làm ra bầu trời này, một lời Chúa phán tạo thành muôn tinh tú, một hơi Chúa thở tạo thành muôn vàn sự sống ở trên thế giới này. Và những cái hình ảnh khác như là gió, như là khí thì đều chỉ về sự sống. Các bạn thấy cái sự sống trên quả địa cầu này rất là rõ. Hoặc là hình ảnh mây, hình ảnh cột lửa, chúng ta nhớ đến cái biến cố và xuất hành. Khi dân Do Thái đi ở trong sa mạc 40 năm thì ban ngày Chúa là cột mây, ban đêm Chúa là cột lửa, chỉ về sự hiện diện của Chúa và cũng là quyền năng của Chúa. Hoặc là chúng ta nhớ đến cái biến cố mà Chúa ban 10 điều răn cho Môi-se ở trên núi Sinai, thì Kinh Thánh viết rất là rõ, đó là chính Thiên Chúa đã viết, ngón tay của Thiên Chúa đã viết 10 giới răn đó và ban cho con người. Hoặc là khi Chúa ra tay uy quyền giải thoát dân của Ngài ra khỏi ách nô lệ Ai Cập, thì các phù thủy của Pharaoh nói rằng đó là ngón tay của Thiên Chúa. Cho nên cái chữ ngón tay đó để chỉ đến cái quyền năng của Chúa. Hoặc là khi Chúa Giêsu Kitô trừ quỷ thì Ngài nói rằng nếu tôi dùng ngón tay của Thiên Chúa trừ quỷ thì chẳng phải là nước Thiên Chúa đang hiện diện giữa các ông đó sao? Cho nên thần khí có nghĩa là gì? Là hơi thở của Thiên Chúa, sự sống của Thiên Chúa. Và sự sống và hơi thở đó bao trùm cả cái địa cầu này. Qua những hình ảnh mà chúng ta thấy nó diễn tả sự sống, đó là gió, là khí, là mây, là lửa. Và không chỉ thế mà Thiên Chúa còn hiện diện và đang hành động trong lịch sử này với quyền năng của Ngài qua cái hình ảnh là ngón tay của Thiên Chúa. Hoặc là chim bồ câu, chúng ta nhớ đến cái câu chuyện ông Noe sau cái trận lục thì ông thả con chim bồ câu ra và con chim bồ câu bay về với một cái nhành lá ô liu, cho thấy rằng một cái sức sống mới, một cái niềm hy vọng mới, một thế giới mới. Thì đó là những cái hình ảnh ở trong Kinh Thánh mà luôn luôn chỉ về Chúa Thánh Thần như là sự sống và quyền năng của Thiên Chúa. Thưa cha,
con thấy Chúa Thánh Thần được gọi bằng nhiều tên khác nhau, ví dụ như là Thánh Thần, Thần Khí, Đấng An Ủi, Thầy Dạy, Thầy Chân Lý, Đấng Bầu Chữa và vân vân. Xin cha giải thích cho chúng con một chút về danh xưng đó được không ạ? Đúng là như bạn hỏi, là trong Kinh Thánh ngoài những cái hình ảnh, những cái biểu tượng về Chúa Thánh Thần thì còn có những cái tước hiệu, những cái danh xưng mà gọi Ngài là Thần Khí của Thiên Chúa, Thần Khí Thánh, Chúa Thánh Thần, Đấng An Ủi, Đấng Bầu Chữa, Thầy Dạy, Thần Chân Lý hoặc là Thần Khí Sự Thật. Thì tất cả những cái danh xưng đó, thứ nhất là xác định cho chúng ta thấy Chúa Thánh Thần hiện diện như là một ngôi vị Thiên Chúa và nói lên những cái hoạt động và đặc tính của Ngài. Và nếu mà bạn đọc kỹ trong Kinh Thánh, đặc biệt nơi Tin Mừng Gioan, thì bạn sẽ thấy rất là rõ là hoạt động của Chúa Thánh Thần gắn liền với Chúa Giê-xu. Ví dụ như là chúng ta thấy Chúa Giê-xu Kitô nói rằng Thiên Chúa đã quá yêu thế gian và ban Con Một, thì Ngài cũng nói rằng anh em hãy đợi chờ Chúa Cha ban Thánh Thần. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Ngài sẽ ban Thánh Thần cho anh em. Có nghĩa là Chúa Giê-xu Kitô đến từ Chúa Cha, Thánh Thần cũng đến từ Chúa Cha. Chúa Giê-xu Kitô được Cha sai đến, Thánh Thần cũng được Cha sai đến. Và nếu chúng ta thấy rất là rõ Chúa Giê-xu Kitô là đấng đến để chữa lành, để an ủi, để nâng đỡ, để bày tỏ cho chúng ta thấy lòng thương xót của Thiên Chúa, thì Chúa Giê-xu Kitô cũng cho chúng ta thấy rằng Chúa Thánh Thần chính là đấng bầu chữa khác, đấng an ủi khác. Nguyên văn Ngài nói như thế này: Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác, hay chúng ta cũng có thể dịch là một đấng an ủi khác, và Ngài sẽ ở với anh em luôn mãi. Chúa Giê-xu Kitô cũng ở với chúng ta luôn mãi. Hoặc là cái tước hiệu là Thầy Dạy, chúng ta thấy rất là rõ trong Kinh Thánh Chúa Giê-xu là Thầy Dạy, Chúa Giê-xu giảng dạy, Chúa Giê-xu không chỉ nói cho chúng ta biết về lời Thiên Chúa mà Ngài còn là lời Thiên Chúa luôn. Thì ở đây khi nói về Chúa Thánh Thần trong cái vai trò Thầy Dạy thì không phải là Chúa Thánh Thần là một Thầy Dạy khác, nói khác, nhưng mà Chúa Giê-xu Kitô nói rằng Thánh Thần sẽ nghe những gì mà Thầy nói đó, và Ngài sẽ nói lại cho anh em, Ngài sẽ loan báo cho anh em, và Ngài sẽ lấy lại những gì của Thầy mà giúp cho anh em hiểu, loan báo cho anh em. Một câu hỏi mà bạn có thể đặt ra là tại sao vậy? Tại sao Thánh Thần không nói một ngôn ngữ khác mà Thánh Thần lại lấy lại những gì của Chúa Giê-xu mà loan báo cho các tông đồ? Thì chúng ta có thể hình dung như thế này: nếu Thiên Chúa là Cha đã yêu thương chúng ta và nói hết lời tình yêu của Ngài là Đức Giê-xu Kitô cho chúng ta, và như Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng Kinh Thánh chính là lá thư tình của Thiên Chúa cho chúng ta, và cái lời tỏ tình trọn vẹn cụ thể một cách đầy đủ là chính Chúa Giê-xu Kitô, ngôi lời của Thiên Chúa, thì làm sao tôi có thể hiểu được lá thư tình đó, làm sao tôi có thể hiểu được lời tình yêu của Thiên Chúa nếu như tôi không có tình yêu của Ngài? Khi có tình yêu và với tình yêu của Chúa ở trong lòng của mình đó, mình cảm được, và khi đó mình đọc cái lá thư tình đó mình sẽ hiểu được. Cũng giống như có ai đó viết cho bạn lá thư tình, bạn đưa đến cái lá thư đó cho mình đọc. Đối với mình không hiểu gì hết, và thậm chí là mình sẽ vứt vào sọt rác. Nhưng mà đối với bạn, bạn đọc lá thư đó với tình yêu thì bạn sẽ hiểu được cái lời đó, và bạn cảm được một cách sống động cái tình yêu của cái người đó dành cho bạn. Thì Thánh Thần là tình yêu mà Thiên Chúa ban cho chúng ta cùng với lời. Cho nên Chúa Giê-xu Kitô là lời, là Thầy Dạy, thì Thánh Thần cũng là Thầy Dạy, hiểu thế cái nghĩa là Thầy Dạy tình yêu soi sáng cho mình. Cũng như chúng ta nói rằng Chúa Giê-xu Kitô là sự thật, và Ngài nói là ta đến để làm chứng cho sự thật, ai thuộc về sự thật thì thuộc về ta. Thì Ngài cũng lại nói rằng Thần Khí sự thật sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn. Nếu Chúa Giê-xu Kitô là trọn vẹn sự thật về Thiên Chúa mà Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta biết về Ngài, thì Thánh Thần chính là tình yêu dẫn đưa chúng ta, giúp cho chúng ta mở lòng ra đón nhận sự thật, đón nhận chính đấng trao ban tình yêu là Thiên Chúa. Cho nên những cái ngôn ngữ mà các bạn thấy nói về Chúa Thánh Thần như là hơi thở, sự sống, tình yêu, là Thầy Dạy, là đấng an ủi, là Thần Chân Lý, là sự thật, thì luôn luôn tất cả những cái tước hiệu đó gắn liền với Chúa Giê-xu.
Và Thánh Irenaeus ngài dùng một cái hình ảnh diễn tả rất là đẹp, đó là lời Thiên Chúa Đức Giêsu Kitô và thần khí giống như là đôi tay của Thiên Chúa vậy. Và Thiên Chúa là Cha đang ôm lấy tất cả nhân loại này bằng đôi tay đó. Đó là thần khí và lời con Thiên Chúa Đức Giêsu Kitô. Dạ thưa Cha, Chúa Giêsu đã hoàn thành chương trình cứu độ, nhưng giáo lý dạy rằng sau khi về trời, Chúa Giêsu lại sai Thánh Thần đến để làm gì vậy thưa Cha? Câu hỏi của bạn có thể nói là đi vào trọng tâm của biến cố chết và phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Chúng ta có thể nói như thế này thưa các bạn, mục đích của việc con Thiên Chúa xuống thế làm người và đi đến cái đỉnh cao là cái chết và sự phục sinh của Ngài không gì khác hơn là ban Thánh Thần. Bởi vì chúng ta thấy Chúa Giêsu nói rất là rõ trong Tin Mừng Gioan, Thiên Chúa vì quá yêu thế gian đã ban con một để ai tin vào người con đó thì được sống đời đời. Điều mà Chúa Cha và Chúa Con muốn ban cho chúng ta đó là sự sống của chính Thiên Chúa, sự sống đời đời. Các bạn thấy là tất cả chúng ta ai cũng khao khát sống, nhất là cái trận dịch kỳ vừa rồi á và vẫn còn đang tiếp diễn ở trên thế giới này. Chúng ta thấy cái sự sống của con người rất rất mong manh, chúng ta thấy cái hiện hữu của con người nó không có cái gì là bảo đảm. Thì Thiên Chúa muốn chúng ta sống và sống dồi dào. Thế nào là sống dồi dào? Thì trong cái ngôn ngữ của Tin Mừng Gioan, đó là sự sống đời đời, sự sống của chính Thiên Chúa, sự sống viên mãn, sự sống không có khởi đầu, không có kết thúc. Và Thiên Chúa muốn cho chúng ta có được sự sống đó. Cho nên Ngài ban cho chúng ta người con này, và người con này đến nhập thể mang lấy thân phận con người và mang lại cho chúng ta cái gì? Thưa, sự sống đời đời. Mà sự sống đời đời đó chính là sự sống của Thiên Chúa, hơi thở của Thiên Chúa, thần khí của Thiên Chúa. Cho nên Đức Giêsu Kitô, bạn còn nhớ ở trong Tin Mừng Gioan khi mà Ngài gặp người phụ nữ Samari ở giếng Gia-cốp, Ngài nói rằng nếu chị nhận ra ân huệ Chúa ban, nhận ra ai là người đang nói với chị và chị xin Ngài ban cho chị nước thì Ngài sẽ ban cho chị nước hằng sống, và chị uống cái nước đó là chị không bao giờ khát nữa. Rồi bạn đọc tiếp ở chương 7 thì bạn sẽ thấy vào lễ lều Đức Giêsu Kitô đứng giữa đền thờ Jerusalem và Ngài nói rằng ai khát hãy đến với tôi, ai tin vào tôi hãy đến mà uống. Và Kinh Thánh nói rằng từ lòng người sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. Và người muốn nói về thần khí mà những kẻ tin vào người sẽ lãnh nhận, và bây giờ họ chưa lãnh nhận được bởi vì Đức Giêsu Kitô chưa được tôn vinh. Cho nên lời loan báo về việc Chúa Giêsu Kitô ban Thánh Thần, và ban cái lúc nào? Thưa, vào cái lúc mà Ngài được tôn vinh. Và lúc mà Ngài được tôn vinh là lúc nào? Trong Tin Mừng Gioan, đó là cái giây phút mà Chúa Giêsu Kitô được dương cao, được nâng lên cây thập giá. Và đúng là giây phút đó từ lòng người tuôn chảy một dòng nước hằng sống. Cho nên bạn nhớ cái giây phút mà tên lính nó đâm cái lưỡi đồng vào cạnh sườn Chúa Giêsu Kitô, thì Kinh Thánh nói rằng nước và máu tuôn chảy ra. Thì đó là cái giây phút mà Ngài ban Thánh Thần, và ứng nghiệm với lời mà ngôn sứ Isaiah đã nói trước: nước từ bên phải đền thờ chảy xuống, rồi nước đó đổ ra biển chết và làm cho nước biển hóa lành. Nước này chảy đến đâu thì nó chữa lành, sông này chảy đến đâu thì ở đâu có sự sống. Cho nên việc mà Chúa Giêsu Kitô ban Thánh Thần, đó là mục đích của mầu nhiệm nhập thể chết và phục sinh. Ngài muốn ban cho chúng ta trọn vẹn chính sự sống của Thiên Chúa. Và trọn vẹn chính sự sống của Thiên Chúa đó ban như thế nào? Thưa, ban chính trong nhân tính của Ngài. Cho nên Đức Giêsu Kitô phục sinh có nghĩa là gì? Nhân tính của Ngài lãnh nhận trọn vẹn sự sống của Thiên Chúa. Và bây giờ có một con người giống y như chúng ta, một con người cũng đi vào cái chết giống như chúng ta, nhưng mà con người đó đã sống lại. Thì nếu như có một con người đã đi vào cái chết bị chôn trong mộ mà bây giờ đã sống lại với sự sống của Thiên Chúa, thì tất cả nhân loại này cũng được hưởng như thế. Cho nên chúng ta mới thấy trong công vụ tông đồ, Thánh Phêrô nói Đức Giêsu Kitô là người mở đường và chúng ta là những người đi theo sau để chúng ta lãnh nhận cái Thánh Thần, sự sống đó. Cho nên có thể nói rằng việc ban Thánh Thần là mục đích của cả cái công trình cứu độ của Thiên Chúa. Chúng ta chưa lãnh nhận Thánh Thần có nghĩa là chúng ta chưa có trọn vẹn
hưởng cái ơn cứu độ. Nhưng mà thưa bạn, chúng ta đã lãnh nhận chưa? Thưa rồi, chúng ta đã lãnh nhận Thánh Thần rồi. Thánh Thần đó chúng ta lãnh nhận trong bí tích thanh tẩy, trong bí tích thêm sức. Và Thánh Phaolô nói rằng như thần khí mà Đức Chúa Cha đã phục sinh con của người như thế nào, thì cũng cùng một thần khí đó đang ở trong chúng ta, thì Ngài sẽ phục sinh chúng ta lại y như vậy. Cho nên trong Kinh Tin Kính của chúng ta mới nói rằng tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Thì đó là cái ý nghĩa mà việc Chúa Giêsu Kitô ban Thánh Thần. Vâng, con xin cảm ơn cha. Thưa cha, Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô chương 12 câu 13 nói rằng: chúng ta chịu phép rửa trong thần khí, Chúa Thánh Thần đã được ban trong bí tích rửa tội. Vậy còn cần bí tích thêm sức để ban Thánh Thần nữa không ạ? Câu hỏi của bạn rất là hay. Đúng là chúng ta đã được ban Thánh Thần nơi bí tích rửa tội. Và bí tích rửa tội được gọi là bí tích tái sinh, bí tích được làm con Thiên Chúa. Và trong giáo lý Hội Thánh Công Giáo của chúng ta thì rất là rõ ràng, đó là bí tích mà nơi đó chúng ta được tha hết tất cả mọi tội lỗi và được tái sinh làm con Thiên Chúa. Chúng ta được đóng ấn làm con của Đức Chúa Trời. Và nếu bạn đọc Kinh Thánh thì bạn nhớ Chúa Giêsu Kitô trong chương 3 của Tin Mừng Gioan, khi gặp Nicodemo thì Ngài nói rằng không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu như không được sinh lại bởi nước và thần khí. Thì Nicodemo nói rằng lớn như thế này, to như thế này, dài như thế này thì làm sao mà chui vào trong cung lòng của mẹ lại lần thứ hai. Thì Chúa Giêsu Kitô Ngài khẳng định rất là đơn giản, nhưng mà có thể nói là mở ra một cái viễn cảnh mới hoàn toàn. Và đây là viễn cảnh của ân cứu độ, khi Ngài nói rằng: thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Cho nên chúng ta thấy rằng giáo lý Hội Thánh Công Giáo nói rằng Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Ngài. Và cái chữ tạo dựng đó cho chúng ta thấy rằng chúng ta là một thủ tạo, chúng ta có một khởi đầu, và Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Nhưng mà Thiên Chúa không chỉ muốn cho chúng ta một chút sự sống với ân huệ sự sống, mà Ngài còn muốn chúng ta được sinh vào trong chính Ngài, thừa hưởng trọn vẹn sự sống của Ngài. Không muốn chúng ta hiện hữu như là một thụ tạo, mà muốn chúng ta hiện hữu như là con của Thiên Chúa. Và con của Thiên Chúa như thế nào? Con của Thiên Chúa như chính con một yêu dấu của Ngài, đến từ cung lòng của Ngài mà đến, là Đức Giêsu Kitô. Cho nên có thể nói rằng bí tích rửa tội, hay chúng ta gọi là bí tích thánh tẩy, là bí tích làm cho chúng ta được trở thành con cái của Thiên Chúa. Đó là bí tích mà khi cử hành, bạn nhớ không, Cha rửa con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nhưng mà cái chữ rửa đó có thể dịch là Cha dìm con vào trong danh của Chúa Cha, của Chúa Con và của Chúa Thánh Thần. Có nghĩa là chúng ta được vào dìm vào Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng ta được đi vào trong chính sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi. Nói một cách khác, Chúa Cha sinh chúng ta lại một lần nữa vào trong chính sự sống của Ngài qua Đức Giêsu Kitô, người con yêu dấu đã mang lấy cái nhân tính của chúng ta, và trong cái sự sống viên mãn của Ngài là Thánh Thần. Cho nên hỏi rằng chúng ta đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần chưa? Thưa rồi, nơi bí tích rửa tội. Cho nên bạn hỏi rất là hay, chúng ta đã được lãnh nhận Chúa Thánh Thần rồi đó, nơi bí tích rửa tội. Nhưng mà nơi bí tích thêm sức thì sao? Thưa bạn rằng ngày xưa bí tích rửa tội và bí tích thêm sức đó không có tách rời, bởi vì ngày xưa tất cả là những người lớn. Cái thuở ban đầu ở trong công vụ các bạn đọc là những người lớn tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, thì khi lãnh nhận bí tích rửa tội thì đồng thời là được ban Thánh Thần luôn. Sau này vài thế kỷ thì lại có cái thực hành đó là rửa tội cho trẻ em. Thì Hội Thánh mới thấy rằng trẻ em vẫn chưa có ý thức đủ, bởi vì cháu nó còn quá bé, đã được dìm vào trong Thiên Chúa Ba Ngôi, đã được tháp nhập vào trong thân mình của Chúa Giêsu Kitô rồi, đã được ở trong Chúa Giêsu rồi. Nhưng mà cần cho em ấy lớn lên bắt đầu có ý thức, thì lúc đó sẽ lãnh nhận bí tích thứ hai là bí tích thêm sức. Vậy bí tích thêm sức là gì? Chứ không phải là ban một thánh thần khác
thưa không, mà là bí tích nơi đó Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta một cách cụ thể 7 cái ân huệ, mà 7 cái ân huệ này sẽ giúp cho chúng ta sống cái tương quan mạnh mẽ hơn, thiết thân với Thiên Chúa là Cha, giúp cho chúng ta sống một cách gắn bó, một cách cụ thể trong sự liên đới với hội thánh là thân mình của Chúa Kitô, nhận ra sứ mạng của mình là loan báo lời của Chúa và mạnh mẽ tuyên xưng đức tin trong đời sống của mình, và đến một lúc nào đó Chúa Thánh Thần thúc đẩy thì chúng ta sẽ lên đường loan báo tin mừng. Cho nên hai cái bí tích này không thể tách rời. À, nhưng mà không phải là ban hai lần Chúa Thánh Thần, thưa không phải. Chỉ có một lần duy nhất thôi là Chúa Thánh Thần đã được ban cho chúng ta. Và ngay nơi bí tích rửa tội thì trong sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo cũng nói rằng chúng ta đã là đền thờ của Chúa Thánh Thần, đền thờ của Thiên Chúa Ban Ngôi rồi. Và nơi bí tích thêm sức đó thì khi chúng ta trưởng thành thì quả thật là đúng là thêm sức ban cho chúng ta những ân huệ cần thiết để chúng ta sống cái căn tính là con của Đức Chúa Trời và thể hiện một cách rõ nét sứ mạng của Chúa Kitô trong thế giới. Thưa Cha, giáo hội vẫn nói rằng các tín hữu sống trong thần khí, sống nhờ thần khí, rằng Chúa Thánh Thần là đấng làm cho sống. Nhưng rồi giáo hội cũng dạy rằng Thánh Thể ban cho các tín hữu sự sống thiêng liêng ngay trong hiện tại. Cha cho con hỏi, cuối cùng thực ra người tín hữu sống nhờ Thánh Thể hay là Thánh Thần ạ? Câu hỏi của bạn rất là tinh tế trong đức tin. Quả thật là chúng ta thấy giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rất là rõ, và chúng ta cũng nghe giảng dạy rất là rõ, đó là chúng ta sống trong thần khí, chúng ta sống nhờ thần khí, và thần khí của Thiên Chúa làm cho sống. Hiểu như thế nào? Thì có một cái nguyên tắc căn bản mà xin các bạn trẻ nhớ, khi nói về Chúa Thánh Thần thì nói về sự sống của Thiên Chúa và tình yêu của Thiên Chúa. Cho nên chúng ta có thể nói là sống trong thần khí, có nghĩa là sống trong sự sống của Thiên Chúa, sống nhờ thần khí, sống nhờ sự sống của Thiên Chúa, sống trong tình yêu của Thiên Chúa, sống nhờ sự sống của Thiên Chúa, nhờ tình yêu của Chúa. Cho nên khi mà diễn tả cái mầu nhiệm phục sinh, Chúa Giêsu Kitô đến và ban Thánh Thần, thì Thánh Phaolô nói rằng Thiên Chúa Cha đã đổ tràn đầy Thánh Thần vào lòng chúng ta, khiến cho chúng ta kêu lên Abba Cha ơi. Chúa Giêsu Kitô xuất hiện giữa các tông đồ và nói: anh em hãy lãnh nhận Thánh Thần. Vậy Thánh Thần đó là gì? Thánh Thần đó là sự sống của Chúa Cha, sự sống của Chúa Con, tình yêu của Chúa Cha, tình yêu của Chúa Con. Bây giờ sự sống của Chúa Cha đó, sự sống của Chúa Con đó, của Chúa Giêsu Kitô đó được ban cho bạn, thì bạn cảm được gì? Bạn cảm được sự sống của Thiên Chúa lưu chuyển nơi mình, sức mạnh của Thiên Chúa lưu chuyển nơi mình, tình yêu của Thiên Chúa đang ở trong mình và hoạt động trong mình. Cho nên Thánh Phaolô ngài dùng rất là nhiều cái ngôn ngữ rất là tuyệt vời, và ở đây mình xin phép được đọc cho các bạn. Đó là: ai được thần khí của Thiên Chúa hướng dẫn thì đều là con cái của Thiên Chúa. Thần khí mà anh em lãnh nhận là thần khí làm cho anh em trở nên nghĩa tử và kêu lên Abba Cha ơi. Chính thần khí chứng thực cho thần trí của chúng ta là con cái của Thiên Chúa. Mà đã là con thì được đồng thừa kế. Và đồng thừa kế ở đây, thưa các bạn, là đồng thừa kế với Đức Giêsu Kitô. Nói một cách đơn giản như thế này: làm sao tôi có thể sống cái tương quan đối với bố mẹ của tôi nếu như tôi không có tình yêu mà tôi cảm nhận được, tình yêu mà bố mẹ đã ban cho tôi, và tình yêu đó ở trong tôi, và chính cái tình yêu đó ở trong tôi khiến cho tôi sống cái tương quan đó bằng cái tình con. Cho nên có thể nói là Thánh Thần là gì? Thánh Thần là cái tình con. Cái tình con thảo mà Chúa Giêsu Kitô đã sống với Chúa Cha như thế nào thì bây giờ cũng cùng một tình yêu, một tình con thảo đó Chúa Giêsu ban cho chúng ta, để chúng ta có cái tình con thảo đó mà mình sống tương quan với Chúa Cha, để mình kêu lên bằng chính ngôn ngữ của Chúa Giêsu Abba Cha ơi. Và trong cái ngôn ngữ đó thì mình nói là mình sống trong Thánh Thần, sống trong tình yêu, sống nhờ Thánh Thần, sống nhờ tình yêu. Bạn hiểu không? Rồi khi nói là Thánh Thần làm cho sống, Thánh Phaolô nói rất là hay: tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi. Tình yêu thúc bách mình làm. Bạn yêu bố mẹ và biết được cái ý muốn của bố mẹ là cái điều đó. Và chính cái tình yêu, chính cái tình hiếu thảo đó
thúc đẩy mình. Cũng như hai người thương nhau, một người nam một người nữ, thì chính cái tình yêu nơi cái người nam đó thôi thúc người ấy làm vui lòng cái người nữ của mình. Tình yêu vợ chồng cũng vậy. Cho nên tình yêu không bao giờ là thụ động, tình yêu là sức mạnh, tình yêu thôi thúc. Cho nên đọc tin mừng các bạn sẽ thấy, đặc biệt là tin mừng Luca, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Kitô, Thánh Thần dẫn đưa Chúa Kitô. Rồi chúng ta đọc Công vụ Công đồ, các bạn cũng thấy Thánh Phaolô nói rất là rõ: thần khí thúc đẩy tôi, thần khí dẫn đưa tôi, thần khí sai tôi, thần khí báo cho tôi biết. Có nghĩa là sự sống của Chúa Kitô và tình yêu của Chúa Kitô ở trong chúng ta và làm điều đó. Còn sống nhờ Thánh Thể thì sao? Chúng ta không loại trừ yếu tố này, và đây là một cái khía cạnh vô cùng quan trọng. Thánh Thể ở đây, Đức Tin của chúng ta nói rất là rõ, chính là mình máu thánh Chúa Kitô, là chính sự sống. Và ở đây các bạn sẽ thấy là Chúa quá yêu chúng ta. Chúa không chỉ ban cho chúng ta sự sống của Ngài là Thánh Thần, tình yêu của Ngài là Thánh Thần, mà còn ban cho chúng ta người con một duy nhất, và người con đó lại trở nên của ăn của uống cho chúng ta luôn. Thiên Chúa cho đi hết. Chúa Cha có trọn vẹn người con một, là tình yêu của Ngài đó, Ngài cho đi hết. Thánh Thần là sự sống của Ngài đó, Ngài cho đi hết. Chúa Giêsu Kitô cũng vậy, trở thành của ăn của uống cho chúng ta và hiến mình trọn vẹn cho chúng ta luôn. Thánh Thần cũng hiến mình trọn vẹn cho chúng ta luôn. Cho nên lúc đó Gioan mới thốt lên rằng Thiên Chúa là tình yêu. Bởi vì chúng ta thấy có một cái mầu nhiệm hiến mình cho đi hết. Cho nên chúng ta sống nhờ Thánh Thể là chúng ta sống nhờ chính cái sự sống mà Chúa Giêsu Kitô trao cho chúng ta, là máu thịt của Ngài. Và không chỉ máu thịt của Ngài mà trọn vẹn sự hiện diện của Ngài. Bởi vì Chúa Giêsu mà chúng ta tôn vinh mà thờ lạy trong bí tích Thánh Thể là trọn vẹn Thiên Chúa và trọn vẹn con người. Và Thánh Thể đó, mình máu thánh đó, được thánh hóa bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Cho nên cái giây phút trên bàn thờ đó, các bạn thấy đó là Chúa Cha thánh hóa tấm bánh chén rượu này trở thành mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Cho nên cũng một sự sống đó, cũng một quyền năng đó, bây giờ được ban cho chúng ta trong một cái ngôi vị thứ hai là Chúa Giêsu Kitô, và một cách cụ thể là nơi bí tích Thánh Thể. Cho nên chúng ta sống nhờ chính sự sống của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô con của Ngài và thần khí. Và nói như thế thì cũng có nghĩa là chúng ta sống nhờ chính sự sống của Chúa Cha luôn. Bởi vì Chúa Cha đã cho chúng ta tất cả nơi con của Ngài và Thánh Thần. Vì vậy mà chúng ta mới nói rằng Thiên Chúa là tình yêu, và chúng ta sống nhờ Ngài, sống nhờ tình yêu của Ngài. Thưa Cha, khi nói về bảy ơn Chúa Thánh Thần, tôi thật nhiều bạn trẻ chúng con thấy các ơn nó na ná với nhau. Ví dụ như là ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết và ơn thông minh, hình như chỉ là một, phải không Cha? Rồi ơn đạo đức và kính sợ Chúa khác nhau như thế nào ạ? Rồi ơn khôn ngoan và ơn biết lo liệu có khác nhau không thưa Cha? Xin Cha giải thích cho chúng con ạ. Một câu hỏi rất là thú vị thưa các bạn. Và bản thân mình thì khi mà mình học giáo lý, mình cũng thấy nó hơi na ná nha. Cho nên bạn đặt câu hỏi không có ngạc nhiên. Nhưng mà thật sự thưa các bạn là khác đấy. Và cái sự khác đó nó không làm cho những cái ân huệ đó tách rời, nhưng mà nó làm cho những ân huệ đó liên kết và giúp cho chúng ta thật sự lớn lên và mạnh mẽ trong ân huệ của Chúa Thánh Thần. Cái ơn đầu tiên đó là cái ơn khôn ngoan. Xin cho mình được đọc cho các bạn những cái trích dẫn Kinh Thánh giúp cho chúng ta hiểu dễ hơn. Ví dụ như trong Thư Roma, sự giàu có khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào, quyết định của người ai dò thấu, đường lối của người ai theo dõi được. Ở đây Thánh Phaolô cho chúng ta thấy rằng cái sự khôn ngoan của Thiên Chúa là không thể dò thấu, không thể hiểu được. Nhưng mà bây giờ Thiên Chúa lại ban cho chúng ta cái ơn khôn ngoan đó. Có nghĩa là gì? Với cái ơn khôn ngoan đó, Chúa giúp cho chúng ta nhận ra cái chương trình của Chúa, giúp cho chúng ta nhận ra cái công trình kỳ diệu, và qua những cái biến cố, những cái sự kiện trong cuộc sống đó, chúng ta nhận ra cái chương trình của Chúa cho thế giới này, cho bản thân mình, và nếu chúng ta sống trong một cộng đoàn thì cho cộng đoàn của mình. Nói một cách khác, cái người nhận được ơn khôn ngoan này, người ấy có cái nhìn của Thiên Chúa.
Cho nên không có dễ bạn. Có cái nhìn của Thiên Chúa, nhận ra đường lối của Thiên Chúa và bước đi theo. Cho nên đây là một cái ơn rất là tuyệt vời. Còn ơn hiểu biết là gì? Hiểu biết ở đây không phải là hiểu biết kiến thức đâu, mà là một người nhận ra vạn vật, con người trong cái mối tương quan với nhau, và hiểu biết sự vật như nó là. Hiểu biết con người trong cái tương quan không chỉ là kiến thức trong cái cách ứng xử, mà còn hiểu biết trong cái tương quan tâm tình làm người, hiểu biết trong cái thâm sâu mà Thiên Chúa đặt để nơi lòng dạ của mỗi người, mà nơi đó là sự thiện, là sự thánh. Và đi cho đến tận cùng, cái sự hiểu biết đó là sự hiểu biết chính Thiên Chúa. Và Thánh Thomas Aquino nói rằng sẽ giúp cho chúng ta hiểu biết được ngay cả yếu tính của Thiên Chúa. Và quả thật là chúng ta thấy có những nhà thần học, những vị thánh được Chúa ban cho cái ơn này, có thể viết về thần tính của Chúa, có thể viết về sự sống trong Thiên Chúa, có thể viết về sự sống đời đời. Cho nên ở trong Jeremiah nói rằng ta sẽ ban cho chúng một tâm hồn để nhận biết rằng chính ta là Đức Chúa. Cho nên cái hiểu biết này giúp cho chúng ta đi vào tương quan với Chúa. Còn khi nói về ơn thông minh thì cái ơn này là cái ơn mà thật sự là các bạn và mình cần đó. Đặc biệt là các bạn trẻ. Đó là cái ơn mà Chúa ban cho chúng ta hiểu biết về tri thức, về kiến thức, về thiên văn, địa lý, khoa học, về lịch sử, về con người, về cái thế giới mà chúng ta nhìn vào, chúng ta thấy nó có cái cấu trúc rất là thông minh, rất là kỳ diệu. Về cái xã hội con người mà nơi đây chúng ta thấy Chúa ban không biết bao nhiêu là cái sự sáng tạo, và từ con người chúng ta có thể nhận ra được, và qua đó chúng ta đi xa hơn, chúng ta nhận ra được công trình của Đấng Tạo Hóa. Cho nên ba cái ơn này bạn thấy là nó hơi xem nhau, nó hơi giống giống nhau, nhưng mà quả thật là một cái ơn khôn ngoan cho chúng ta thấy cái gọi là cái chương trình của Chúa, kế hoạch của Chúa, và người đó có khả năng nhìn ra. Một cái ơn hiểu biết để chúng ta hiểu biết nhau và đi cho đến tận cùng là hiểu biết Thiên Chúa. Một cái ơn thông minh để chúng ta nhận ra cái kỳ diệu nơi thế giới này Chúa đang làm. Và chúng ta cũng nhận ra tất cả là do công trình, do tay Ngài làm ra. Còn hai cái ơn kế tiếp mà bạn nói đến đó là ơn đạo đức và ơn kính sợ Chúa. Thật sự hai cái ơn này nó cũng liên kết với nhau. Và cái ơn đạo đức là một cái ơn rất là đặc biệt Chúa ban cho những tâm hồn đơn sơ, những tâm hồn mà nơi đó có một cái sự tín thác và vâng phục tuyệt đối Chúa, một cái lòng yêu mến trong cái sự đơn sơ, và thể hiện qua trong cái đời sống mà nơi đó người ấy chắc chắn sẽ xa lánh tội lỗi và gắn bó với Chúa, ngay cả khi mình không có hiểu biết. Và mình thấy rất là rõ nơi ông bà của mình, nơi cha mẹ của mình chỉ cầm một sâu chuỗi trong tay thôi, hoặc là suốt ngày cứ đến nhà thờ đọc kinh thôi, nhưng mà bạn thấy nơi đó nó không chỉ đơn thuần là đạo đức hiểu theo cái nghĩa là bên ngoài, mà cả một cái đức tin mạnh mẽ rất là sâu ở bên trong. Còn cái ơn kính sợ Chúa thì cái ơn này là một cái ơn rất là đặc biệt mà Chúa ban cho những tâm hồn nào thì những tâm hồn đó đầy lòng sốt mến Chúa. Cái kính sợ ở đây không phải là run rẩy hiểu theo cái nghĩa là thấy Chúa kinh hoàng quá, mà kính sợ ở đây là nhận ra uy quyền của Chúa, nhận ra Chúa là đấng tuyệt đối, đấng mà có thể nói là không ngôn ngữ nào, không lời nào, không bút mực nào có thể diễn tả. Và đồng thời đứng trước sự thánh thiện và uy nghi của Ngài thì mình cũng nhận ra cái con người yếu đuối của mình, mỏng manh của mình, nhưng mà đồng thời lại thấy Chúa thương mình, Chúa nâng mình lên, Chúa đưa mình vào trong cái cung lòng của Ngài. Và người đó sẽ được đốt lửa sốt mến, và nói theo ngôn ngữ mà Chúa Giêsu Kitô trích lại ở trong sách Đệ Nhị Luật đó, người đó sẽ được yêu mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết linh hồn, hết sức lực của mình. Cho nên hai cái ơn này xem ra là đi chung với nhau đó, nhưng mà cái ơn mà có thể nói là rất quan trọng mà mỗi người chúng ta phải có được, và nếu có được cái ơn này thì chúng ta quả thật sẽ trở thành lửa đó, đó là cái ơn kính sợ Chúa. Còn ơn lo liệu mà bạn hỏi mình dịch là lo liệu thật sự đó, nó không phải là để mình biết quán xuyến lo lắng đâu, không phải, mà là biết phân biệt phải trái, đúng sai trong đời sống đức tin và luân lý. Cho nên
Đây là một cái ơn rất là đặc biệt mà Chúa đã ban sẵn cho chúng ta, có lý trí, biết nhận biết, suy tư, có lương tâm là tiếng của sự thiện. Bên cạnh đó chúng ta có lời của Chúa, chúng ta có lề luật của Chúa, chúng ta có sự hướng dẫn của Hội Thánh, chúng ta có bố mẹ mình nữa. Thì cái ơn lo liệu này, hay nói cách khác cái ơn phân biệt đúng sai đó, được Chúa ban cho chúng ta để vận hành, giúp cho chúng ta dùng lý trí, lương tâm của mình, những gì mình học hỏi đó, để mà trong cuộc sống của mình chúng ta biết biện phân đúng sai, có những chọn lựa cho nó phù hợp, thứ nhất với đức tin của mình, thứ hai với đời sống của mình. Cho nên hỏi rằng cái ơn khôn ngoan với cái ơn lo liệu này nó có liên quan với nhau không? Thưa có. Cái sự khôn ngoan mà Chúa ban nó giúp cho chúng ta nhận ra cái chương trình của Chúa. Còn cái ơn lo liệu này sẽ giúp cho chúng ta biết chọn lựa trong chính cái môi trường của mình, trong chính cái hoàn đó, cảnh đó, để làm sao thực thi được cái chương trình của Chúa dành cho mình. Còn một cái ơn nữa mình nói luôn, đó là ơn sức mạnh. Ơn sức mạnh này không phải là để cho mình mạnh khỏe và lực lưỡng và lấn át người ta, không phải. Mà nó là cái ơn mạnh mẽ trong đức tin, cái ơn can đảm giúp cho chúng ta vượt qua hết tất cả những trở ngại nào, cho dầu đó là trở ngại của sự dữ đi nữa, để kiên trì trong việc thiện, kiên trì sống đức tin và tuyên xưng đức tin bằng chính cái đời sống của mình, thậm chí là phải đổ máu ra. Thì bảy cái ơn Chúa Thánh Thần này thật sự là một. Chúa Thánh Thần hoạt động trong chúng ta qua rất là nhiều đặc sủng khác nhau, nhiều công việc khác nhau. Nhưng mà như Thánh Phaolô nói đó, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thì hỏi rằng chúng ta có chưa? Chúng ta có rồi đó. Vấn đề là chúng ta có để cho Ngài làm việc nơi mình hay không? Dạ vâng, con xin cảm ơn cha. Thưa cha, trong Tin Mừng khi kêu gọi các môn đệ, Chúa Giêsu nói: "Hãy theo Thầy." Cuộc đời người Kitô hữu là đi theo Chúa Kitô. Nhưng ở thư Galat năm 25, theo bản dịch của cha Thuấn, Thánh Phaolô khuyến khích các tín hữu: "Chúng ta hãy hướng theo thần khí mà tiến bước." Vậy chúng con phải bước theo ai đây ạ? Rất là lý thú, bước theo Chúa Kitô rồi bây giờ lại theo thần khí mà tiến bước. Chắc bạn phải học Kinh Thánh bạn mới nhận ra cái cách so sánh này rất là hay. Chúng ta đang trong cái bối cảnh của lễ Thăng Thiên và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúa Giêsu Kitô trong Tin Mừng nói rất là rõ, Ngài công bố mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Cho nên cho thấy rằng Đức Giêsu Kitô phục sinh là một Đức Giêsu Kitô đầy tràn quyền năng và thần khí. Hay là Thánh Phaolô nói rằng người đã được đặt làm con Thiên Chúa với tất cả quyền năng. Vậy thì quyền năng của Chúa Giêsu Kitô là quyền năng nào? Tức là quyền năng Thánh Thần. Cho đến nỗi mà Thánh Phaolô nói rằng Đức Giêsu Kitô là thần khí tác sinh. Có nghĩa là thần khí đầy tràn nơi Đức Giêsu Kitô, quyền năng đầy tràn nơi Đức Giêsu Kitô, và Ngài hoạt động với trọn vẹn quyền năng thần khí mà Chúa Cha đã ban cho Ngài trong cái biến cố phục sinh. Cho nên khi nói rằng chúng ta hãy theo thần khí mà tiến bước, không phải là một thần khí nào đó ở ngoài Đức Giêsu Kitô, thưa không, là chính thần khí của Đức Giêsu Kitô, thần khí mà Đức Giêsu Kitô đã có nơi mình đó, bây giờ thần khí đó được ban cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta ở đâu? Tôi chúng ta ở trong Đức Giêsu Kitô, bởi vì bạn biết rằng với bí tích thánh tẩy đó, chúng ta được tháp nhạp vào trong thân mình của Đức Giêsu Kitô. Thánh Phaolô nói chúng ta là những chi thể hoàn toàn khác nhau, nhưng mà chúng ta là một với nhau trong một thân mình là Chúa Kitô. Và trong thân mình đó, chúng ta chia sẻ một sự sống, một quyền năng là thần khí. Cho nên thần khí mà hoạt động nơi chúng ta đó là thần khí của Đức Giêsu Kitô, mà thần khí của Đức Giêsu Kitô chỉ hoạt động được nơi chúng ta khi chúng ta ở trong Đức Giêsu Kitô. Cho nên theo thần khí tiến bước thì có nghĩa là để cho Đức Giêsu Kitô phục sinh đó sống và hoạt động trong mình, thì cũng đồng nghĩa là tôi đi theo Đức Giêsu Kitô. Cho nên Thánh Phaolô nói rằng hiện nay tôi sống trong xác phàm là sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương tôi và thí mạng vì tôi sống mà không còn phải là tôi nữa, mà là Đức Giêsu Kitô sống trong tôi.
Cho nên khi tôi để Đức Giêsu Kitô sống trong tôi, có nghĩa là quyền năng Thánh Thần của Ngài hoạt động trong tôi, và Thánh Thần hướng dẫn chúng ta như thế nào, chúng ta bước đi theo Thánh Thần, thì cũng đồng nghĩa là chúng ta đang bước đi theo Đức Giêsu Kitô. Cho nên nó là một. Nhưng mà trong cái cách nói đó thì cho thấy rằng Thánh Phaolô muốn nhấn mạnh đến cái khía cạnh Chúa Giêsu Kitô ở trong chúng ta, và với quyền năng Thánh Thần Ngài đang hướng dẫn chúng ta, và đó cũng là ngôn ngữ đi theo Ngài. Thưa cha, các cha thường dặn chúng con phải lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần trong tâm hồn, nhưng làm sao phân biệt được tiếng Chúa Thánh Thần với những xung động bản năng, vô thức, tiềm thức, tham vọng vân vân trong tâm hồn thưa cha? Câu hỏi của bạn rất hay và có thể nói là rất thực tế và cần thiết. Đúng là chúng ta phải lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn. Nhưng mà khi mà chúng ta bắt đầu mà nhìn về mình, bắt đầu lắng và bắt đầu quy chiếu về mình, thì cũng đồng thời, đúng như cái kinh nghiệm bạn nói, là có những cái bắt đầu nó trồi lên, những cái ý riêng của mình, hoặc là những xung động, những cái gì đó nó nằm sẵn ở trong cái ước mơ của mình, mà có thể là rất tốt nhưng mà cũng có thể là không tốt, hoặc là bị chi phối bởi những điều nó nằm trong vô thức và tiềm thức. Thì lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần trong tâm hồn có nghĩa là gì? Chúng ta biết rằng Chúa ban cho chúng ta lương tâm. Lương tâm là lề luật Chúa viết ở trong tâm hồn của chúng ta. Nhưng mà cái lề luật của sự thiện đó, sự thật đó, được đọc lên cho chúng ta, nói theo ngôn ngữ và diễn tả của Đức Bê-rê-tô thứ 16, đó là âm vang, đó là tiếng của Chúa Thánh Thần. Cho nên mỗi lần mà bạn lắng nghe tiếng của sự thật, tiếng của sự thiện, tiếng của yêu thương ở trong lương tâm của mình, mà nơi đó nhắc bạn rằng hãy chọn sự thật, hãy chọn sự thiện, hãy chọn yêu thương, tránh xa tội lỗi, cái này sai này, cái này không đúng này, thì đó là tiếng của Chúa Thánh Thần. Bên cạnh đó, chúng ta còn được cái sự hỗ trợ rất lớn của Mặc Khải, đó là lời Thiên Chúa, lời của Đức Giêsu Kitô. Lời Đức Giêsu Kitô được ban cho chúng ta trong Hội Thánh, lời Đức Giêsu Kitô được viết rất cụ thể trong Kinh Thánh, lời đó được diễn giải, được dạy dỗ trong Hội Thánh, và lời đó được công bố, được dạy dỗ, được khắc ghi trong lòng của chúng ta. Và như Chúa Giêsu nói rằng Thánh Thần sẽ lấy những gì của Thầy mà nói cho anh em. Cho nên khi chúng ta đọc lời Chúa, gẫm suy lời Chúa, thì các bạn sẽ thấy chính Chúa Thánh Thần ngay lúc đó, Ngài sẽ giúp cho chúng ta hiểu lời Chúa. Ngài sẽ nói lời Chúa trong đúng cái hoàn cảnh của chúng ta và soi sáng cho chúng ta. Bên cạnh đó, chúng ta còn có sự hướng dẫn của gia đình. Chúa Thánh Thần vẫn tác động nơi những tâm hồn thánh thiện, bố mẹ của mình, anh chị em của mình, bạn hữu của mình, qua rất là nhiều tâm hồn mà nơi đó sự thiện, sự thật, tình yêu thương đang ngự trị, và qua những khuôn mặt đó nhắc nhở mình. Cho nên có những cái câu hỏi rất là căn bản mà các bạn có thể đặt ra cho mình để nhận ra đây có phải là tiếng nói của Chúa Thánh Thần hay không? Hay nói một cách khác, làm sao giúp cho chúng ta biện phân thần khí? Đó là cái điều mà tôi làm này này, có sự thiện hay không? Có sự thật hay không? Có yêu thương hay không? Có đúng lời Chúa Giêsu dạy hay không? Có đẹp lòng Chúa Cha không? Có khiến cho tôi vẫn đang thuộc về Đức Giêsu Kitô, thuộc về Hội Thánh, thuộc về Chúa Cha không? Thì qua những cái câu hỏi đó mà nơi đó chúng ta quay về với cái đặc tính căn bản của Chúa Thánh Thần, đó là sự thánh thiện, là sự thật, là sự thiện, là tình yêu thương, là bình an. Thì nếu tất cả những gì mà các bạn đặt ở trên bàn, hoặc là khi các bạn phải biện phân, mà nó luôn luôn đặt nền tảng trên những điều đó, thì đó là chúng ta đang để cho Chúa Thánh Thần hoạt động lên mình, và sẽ giúp ích cho bạn rất là nhiều. Cho nên một món quà rất lớn Chúa ban cho chúng ta là lương tâm, nhưng mà Chúa lại ban cho chúng ta cái ly trí để giúp cho chúng ta hiểu biết, nhận ra, và bao nhiêu cái phương thế ở bên cạnh để trợ giúp cho chúng ta. Và với bảy ơn Chúa Thánh Thần đó, có cái ơn hiểu biết đó, và cái ơn biết lo liệu đó sẽ giúp cho các bạn. Thưa cha, để nghe được tiếng Chúa Thánh Thần, người trẻ chúng con phải làm gì ạ? Rất đơn giản, đó là hãy cầu nguyện với Ngài. Chúng ta thường xuyên, chúng ta cầu nguyện với Chúa Giêsu.
Và nếu có thể nói là chúng ta vô cùng thường xuyên cầu nguyện với Đức Mẹ, Thánh Giuse. Nhưng mà có một đấng có thể nói rằng yêu thương chúng ta, ở trong chúng ta. Và Thánh Phaolô nói rằng anh em không biết sao thân xác của anh em là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Và Ngài là thầy dạy của chúng ta. Ngài ban cho chúng ta không biết bao nhiêu ân huệ. Ấy vậy mà rất ít khi chúng ta cầu nguyện với Chúa Thánh Thần. Và Hội Thánh có một lời nguyện với Chúa Thánh Thần rất đơn giản. Bạn có thể cầu nguyện bất cứ lúc nào. Đó là lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Ngài là thầy dạy chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, con không biết làm cái này như thế nào. Xin ban cho con, soi sáng cho con, giúp cho con biện phân. Con ngu quá, con học hoài không có ra. Con không có nhớ bài, soi sáng cho con. Con nguội lạnh, con không có yêu mến Chúa. Giúp cho con đốt lửa yêu mến Chúa cho con. Thì đó là những gì mà Chúa Thánh Thần sẵn sàng làm cho chúng ta. Cho nên bảy cái ân huệ của Chúa Thánh Thần cũng cho thấy đó là những hoạt động một cách cụ thể và luôn luôn sẵn sàng Ngài thực hiện điều đó cho chúng ta. Nhưng mà đôi lúc Ngài cần cái sự cộng tác của chúng ta, hiểu theo cái nghĩa là sự tự do của chúng ta. Cho nên hãy cầu nguyện với Chúa Thánh Thần. Mình xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện về một bạn trẻ mà mình gặp cách đây có thể nói là 3 năm. Khi đó mình đi Thái Lan để dự lễ phong chức của một anh em trong nhà dòng. Sau lễ phong chức xong thì có một sơ người Việt, gốc Việt nhưng mà ở Thái khá lâu, đến và nói với mình rằng: xin cha, chiều nay khoảng 3 giờ cha ra cha gặp một bạn trẻ Việt Nam. Bạn ấy không có biết tiếng Thái, cũng không biết tiếng Anh, con thì không rành tiếng Việt. Cũng cố gắng bập bẹ nói với bạn ấy và giúp cho bạn ấy học giáo lý. Và chiều nay bạn ấy rửa tội, xin cha gặp gỡ và cha chia sẻ chút xíu. Thì khi mình gặp bạn ấy thì đó là một bạn thanh niên. Mình hỏi bao nhiêu tuổi thì bạn ấy nói là 23 tuổi. Mình nói rằng hoàn cảnh nào mà đưa bạn sang Thái Lan rồi bây giờ bạn xin rửa tội. Thì bạn ấy tâm sự là: thưa cha, con là người miền Tây. Con lên Sài Gòn sống năm con 11, 12 tuổi. Gia đình thì bị đổ vỡ. Mẹ thì người miền Tây, bố miền Bắc, cho nên bố về Bắc lang thang ở Sài Gòn với chiếc xe đạp đi làm thuê. Rồi sau đó lớn lên 14, 15 vẫn cái công việc hàng ngày đơn độc một mình. Bạn ấy nói một ngày kia con buồn quá, thế là con đi vào cái nhà thờ, con thấy người ta đi lễ đông vui ca hát. Rồi con vào con nghe hát hay quá. Rồi con thấy cha giảng nghe cũng được, con cũng hiểu. Thế là cứ buồn là con đi nhà thờ, buồn là con đi nhà thờ. Một thời gian thì con lại xin sơ là cho con học đạo. Sơ nói thôi con đi nhà thờ thêm thời gian nữa đi con. Rồi bẵng một năm sau con cũng không thấy sơ nói gì. Rồi con đi tìm cha xứ, con xin cha xứ học đạo. Cha xứ nói thôi con đi lễ thêm thời gian nữa đi con. Và khoảng 18-19 thì bạn bè rủ sang Thái Lan đi làm việc. Bạn ấy sang Thái Lan và bạn biết là việc mà ở Thái Lan làm việc không có dễ dàng, phải xin giấy tờ và bạn ấy trốn ở lại và bất hợp pháp. Nhưng mà bạn ấy nói rằng con vẫn nhớ nhà thờ, cho nên con đi tìm cộng đoàn Việt Nam. Và bạn ấy tìm được một cộng đoàn Việt Nam và cứ Chủ nhật thì đến đó đi lễ. Và bạn ấy kể rằng hôm đó là 23 tháng 12 đêm, chúng con làm hang đá xong thì chúng con về nhà. Thì trên đường về nhà thì con bị cảnh sát bắt. Cảnh sát đưa vô tù thì cứ bình thường là khoảng 1-2 ngày hay là 1 tuần là đuổi về Việt Nam. Đằng này cái ông cảnh sát, ông thấy con, cái ông thích con. Thế là ông giữ con ở lại trong đó mấy tháng luôn để ông sai vặt. Rồi con ở trong đó con quơ tay quơ chân, con nói với ông bằng tiếng Thái, tiếng Việt. Thì ông mới tìm cho con một cha. Thế là một cha người Thái vào. Thì con cũng quơ tay quơ chân nói với Ngài. Thế là Ngài cho con một cuốn Kinh Thánh tiếng Việt và một cuốn giáo lý tiếng Việt. Và các bạn có tin rằng bạn ấy đã học giáo lý, đã học Kinh Thánh lần đầu tiên một mình ở trong tù. Sau một vài tháng thì được trả về Việt Nam. Về Việt Nam thì không có công ăn việc làm, cho nên bạn ấy quyết định lại sang Thái một lần nữa. Nhưng mà lần này rất là can đảm và nói rằng con sẽ đi, nhưng mà con không có đi chui, không có băng đường biên giới, đi hiên ngang bằng máy bay và qua phi trường Bangkok đàng hoàng.
là con coi coi Chúa làm như thế nào. Nếu Chúa muốn là Chúa cho con vô, không thì con đi về. Thì bạn ấy nói rằng cha có tin không, khi con đến hải quan, cái người mà con xếp hàng và con đi vào cái ô mà con gặp, đó là cái ông cảnh sát cai tù của con. Ông đang ngồi đó, ông gặp con, không chỉ mặt con, ông hỏi mày đi đâu đây. Cứ tưởng là mình bị đuổi về, nhưng mà một hồi lâu thì ông cũng đóng dấu là cho bạn ấy vào. Và bạn ấy nói là trong suốt cái thời gian đứng đợi đó, con đọc kinh lạy cha, con đọc kinh lạy cha và con xin cha giúp con. Thì mình bắt ngay cái điểm đó, mình hỏi bạn ấy rằng bây giờ mình hỏi thật bạn nha, bạn trả lời giùm mình, bạn sống với Chúa Cha như thế nào, bạn sống với Chúa Con như thế nào, bạn sống với Chúa Thánh Thần như thế nào trong cái đời sống đức tin của bạn. Và bạn có tin rằng bạn ấy ngay lập tức, không cần suy nghĩ, trả lời ngay: Chúa Giêsu là bạn của con, hằng ngày con nói chuyện với Chúa Giêsu, Ngài giống như là anh em của con vậy. Cha của Chúa Giêsu là cha của con, cho nên lâu lâu con có nói chuyện với Chúa Cha, cầu nguyện với Chúa Cha. Còn Chúa Thánh Thần là thầy dạy của con, sáng nào con cũng dâng ngày cho Chúa Thánh Thần, Chúa Thánh Thần dẫn con đi đâu con đi đó. Và khi ấy mình nói với bạn ấy rằng mình đến đây để gọi là củng cố đức tin cho bạn, nhưng mà thực sự là bạn đang kể câu chuyện, và cái câu chuyện của bạn cũng cố đức tin cho mình. Ở đây bạn thấy có một cái bằng chứng rất là hiển nhiên, đó là ai đã dạy cho bạn đó về đức tin, ai đã dạy cho bạn đó đi vào tương quan với Thiên Chúa là Cha, sống hằng ngày trong cái tình bằng hữu với Chúa Giêsu. Ai đã dạy cho bạn cái đức tin mà rất là đơn giản: Chúa Giêsu là bạn của con, cha của Chúa Giêsu là cha của con. Thì mình tin là Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần đang hoạt động, Chúa Thánh Thần chính là thầy dạy. Sơ không dạy, cha không dạy, Chúa Thánh Thần nói để ta dạy cho. Và dạy ở đâu? Dạy ở trong tù. Cho nên hãy cầu nguyện với Chúa Thánh Thần. Và có một cái lời kinh hay lắm mà mình tin rằng đây là lời kinh cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, đó là lời kinh hòa bình, thưa các bạn. Thế mà chúng ta thấy, lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương, đem thư tha, đem an hòa, đem chân lý, đem bình an, đem tin kính, đem cậy trông. Thế đó là những cái đặc ân của Chúa Thánh Thần. Để chi vậy? Để con rọi ánh sáng, đem niềm vui. Lạy Chúa xin hãy dạy con biết an ủi, đấng an ủi, bây giờ dạy con biết an ủi. Đấng ban ơn hiểu biết, xin dạy con biết hiểu biết. Đấng mà đầy tràn là lòng mến của Chúa Cha, thì bây giờ xin dạy con biết mến yêu. Và kết bằng một câu rất là hay: ôi thần linh thánh ái. Có nghĩa là gì? Ôi thần khí tình yêu, xin rộng ban ơn cho những ai lòng đầy thiện chí. Và cái ơn mà chúng ta xin cuối cùng, đó là ơn an bình, ơn mà Chúa Giêsu Kitô đã ban cho các tông đồ, bình an cho các con. Các con hãy lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Cho nên xin cho mọi người chúng ta, qua cái biến cố mà lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, và chúng ta phải biết rằng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống nó chưa bao giờ dừng lại. Chúng ta hãy mở lòng mình ra giống như các tông đồ xưa vậy. Hãy để Chúa Thánh Thần là ngọn lửa ở trên đầu chúng ta, ở trong con tim của chúng ta, và chúng ta sẽ trở thành người mang bình an, yêu thương, niềm vui và sự sống đến cho anh chị em của mình. Cảm ơn bạn. Vâng, con xin cảm ơn cha về cuộc trò chuyện rất thú vị ngày hôm nay ạ. Chúng con hy vọng sẽ được gặp cha trong những chương trình kế tiếp. Cảm ơn bạn rất là nhiều, và cũng xin cảm ơn tất cả các bạn và anh chị em đã lắng nghe. Xin Chúa chúc lành cho các bạn và anh chị em. Kính thưa các bạn, chúng ta tạm chia tay và hẹn gặp nhau trong những chương trình kế tiếp. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin Chúa Thánh Thần luôn ở với tất cả chúng ta.